nhé. Mọi người đã thấy gì chưa? Mình bị một màn troll kiểu rất là sốc và kiểu lúc cũng rất là vui luôn á mọi người. Tại vì trước đây 3 năm trước thì mình kiểu mình vừa lúc đó là mình đang dạy học thì mình chơi game là mình phải giấu học sinh đúng không? Kiểu học sinh để cho học sinh kiểu không biết là mình chơi game. Xong đùng một cái tự nhiên con bé học sinh mình dạy cách đây 3 năm nó mới vào công ty của mình. Ui là trời, kiểu ủa sao nó biết mình chơi game ta? À thật đấy. Nên là hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người, đây là con bé Uni hay còn được gọi là Nguyễn Khánh Huyền. Mình đã dạy cách đây là 3 năm trước. Và đùng một cái tự nhiên là nó xuất hiện ngay trên công ty của mình, sau đó là bảo là troll mình, trời ơi. Và bây giờ hiện tại thì nó đang ở trên gaming house của mình. Thì bây giờ mình sẽ review ặc của nó để coi thử là nó có trốn dạy mình không ta. Đầu tiên thì mình sẽ coi là nó chơi từ thẻ vô cực nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy tính ra là nó chơi game cái từ cái thẻ vô cực mùa 1 luôn á mọi người. Thì tổng cộng là 11 mùa luôn á. Là nó chơi game là chẳng có lẽ nào là nó biết mình từ cái lúc mà mình chơi game, mình lén chơi game xong rồi nó biết vậy ta. Thì con bé này nó được GBTV xin vào công ty mình, ứng tuyển vào công ty của mình. Xong rồi kiểu được GBTV nhận vào, xong rồi mới kiểu bảo là em là học sinh cũ của công ty dây. Xong GBTV bắt vào trường, bảo chôn mình luôn. Trời ơi, đột nhiên kiểu cực kỳ sốc luôn á. Thì mọi người nhớ ủng hộ con bé này nha, để mình coi coi thử nó có cái gì. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào thường á, để mình coi thử coi nó có người yêu không nha. Tại vì thường mấy đứa con gái giờ này là nó hay có người yêu lắm. Để coi nó có đặt Ngọc. À, Ngọc ngu yêu Uni. À, vậy là nó chưa có người yêu rồi mọi người. Toàn là Ngọc ngu không à. Ní. À ok. Chồng ơi. À chồng ơi. Vậy là chưa có người yêu nên muốn đặt con biết của mình là chồng ơi. À vậy là vẫn còn FA nha mọi người. Yêu Ngọc, Ngọc tỷ tỷ, cuốn bóng đêm, cục mỡ. À vậy là con bé này nó chưa có người yêu mà nó khá là xinh luôn á. Để coi tủ đồ coi có đầu tư hay không. Đầu tư một cái là mình gọi alo về cho ba mẹ nó liền. Thế này bẩn. Mọi người ơi, mình vẫn còn, chắc là mình lục lại ký ức, vẫn còn số điện thoại của ba mẹ nó đó. Thì con bé này mình chỉ dạy hình như là có 3 tháng hay sao á, ở trên Đà Lạt. Tại vì con bé này nhà ở Vũng Tàu mà mình thì thường dạy trung tâm á, nên là được gửi về trên, gửi lên trên đó dạy mọi người. Wow, đồ cũng khá là nhiều luôn á mọi người. Tính đang chơi game lâu lắm rồi đó mọi người. Biết vậy hồi đó trời ơi, mình phải đào tạo nó từ sớm đúng không mọi người, để có thể vào được công ty của mình. Đâu để coi còn cái gì nữa không, coi súng coi, bộ sưu tập súng coi có súng nào nâng cấp hay không. Trời, à vậy là không có súng nâng cấp, vậy cũng khá là nghèo đấy. Chỉ còn lại 436 kim cương thôi. Nhưng mà mình là một người kiểu cô giáo là mình phải làm gương mẫu, không nên nạp kim cho cô, cho học trò đúng không. Gặp một phát người yêu của mình là mình nạp kim cho rồi. Nhưng mà rất tiếc là đây là có 2 cây. Tính ra cây MB5 cũng level 7 ý rồi nè. MB40 cũng level 7 rồi nè. Nói chung là những khẩu trước là chưa có. Để coi phần tiếp theo đó là phần vũ khí coi. Để coi vũ khí coi. Ủa? À con bé này nó chơi súng cơ bản à. Ủa sao 14A1 tại sao lại không dùng skin mà thích dùng súng cơ bản? Đoán xem. Wow thích đấy. AK thì dùng AK rồng xanh à. À AK rồng lửa à. Ờ à, vậy là cũng không đầu tư cho súng lắm mọi người ơi. Chứ đâu như mình. Mình là mình mà dạy nó là mình đã dạy cách là chơi game là nạp game. Mình nói giỡn thôi nha mọi người. Trời ơi, chẳng qua là nó được nhận vào công ty của mình nên là mình mới kiểu kiểu khuyến khích nó nạp game thôi.
cài để coi. Nhưng mà kiểu mình kiểu ngộ nhận ra mọi người tự nhiên cái đùng một cái, cái xong rồi tự nhiên cái trời, sao học sinh của mình lại đi theo cái bước đường này của mình vậy ta? Nhớ lúc đó là mình giấu kỹ lắm mà, sau khi mình nghỉ dạy thì mình mới bắt đầu là đi theo con đường YouTube mà. Vậy là sao nó biết được ta? Mình suy nghĩ vẫn chưa có ra luôn á mọi người. Để cài cần cái gì? À, để coi nhện coi. Nhện coi có đẹp hơn cô Ngân TV không nha. Nhện tổng quan. Cái nhện thì tệ hơn cô Ngân TV một tí, nhưng mà không sao, mình là cô giáo thì mình sẽ dạy hết, dạy hết tất cả mọi thứ. Đó. Nắm đấm cũng đầu tư dữ hen. Nắm đấm cũng đầu tư dữ nè, lụ đèn cũng có nè. Nỏ, ủa tính ra mình chưa có cái nỏ này luôn á. Như mình chưa có cái nỏ đó luôn á. Đi tiếp theo là một cái là nhân vật coi. Nhân vật thử coi có mua nhân vật nam hay là chỉ chơi nhân vật nữ thôi nha mọi người. Ủa, bị lát à? Cái đấy. Còn cái gì nữa không ta? Còn cái gì nữa không ta? Nói chung là một số cái giống như là một số cái giống như là hành động này cũng có khá là nhiều luôn nè mọi người. Ui, tính ra hành động cũng quá trời đấy chứ. Được của nó đấy. Tiếp theo đó là ba lô. Thì ba lô có vẻ như là khá là nhiều luôn á mọi người. Tại vì chơi từ, mình nhìn là từ thẻ vô cực mù một luôn á mọi người. Là chơi cũng kiểu dạng giống như là chơi song song. Từ lúc mà mình bắt đầu thì nó cũng bắt đầu chơi game đó. Ui là trời, cũng quá trời ba lô luôn ôi. Đang trong quân đoàn Violet gì à. Để coi quân đoàn coi có phải là, ủa sao không về có độc quốc ta, rõ ràng là về công ty rồi, tại sao không về có độc quốc? À, cái này là quân đoàn của Uni luôn. Ờ, quân đoàn của Huyền luôn. Để coi bao nhiêu thành viên vậy mọi người. 33/40 thành viên. À, cũng ok, phép nhờ tự lập quân đoàn. Ok, người phụ nữ có chính kiến, có thể làm được những cái mà lớn mạnh như cô giáo. Đó, kiểu mình rất là tự hào luôn á mọi người. Tự nhiên có một đứa kiểu mình dạy 3 năm rồi tự nhiên đùng một cái nó vẫn nhớ ơn mình mà nó vi quề để nó kiểu nó trả ơn cho mình, nó là vào công ty của mình để nhờ cô mình vừa đào tạo chứ không phải mình là đào tạo đâu mọi người. Giám đốc đào tạo chứ mình chỉ là một phần nhỏ bé thôi, mình chỉ là một người giữ tiền thôi, ai làm tốt thì phạt tiền như thế này, còn ai làm thì đưa tiền đó, còn mình là chỉ có phát lương cho mọi người thôi. Ui, có vẻ như là nói chung là mình cũng kiểu giới thiệu cho mọi người về con bé Uni. Nhà mình thì hay còn được gọi là bé Huyền, hồi xưa mình dạy cách đây 3 năm đấy, nên là mọi người hãy lên TikTok của nó để ủng hộ cho nó nha. Và mình hy vọng là mọi người có thể yêu thương mình, yêu thương Uni như là yêu thương mình vậy đó, nên là mọi người nhớ ủng hộ cho nó nha. Đây cũng như là kiểu dấu ấn lịch sử của mình, tự nhiên một đứa học sinh của mình cái kiểu mình chuyển từ cô giáo sang streamer, đó là một điều vĩ đại của mình rồi. Bây giờ học sinh của mình nó chuyển sang chuẩn bị làm streamer luôn là làm mình giật mình rồi, nên là mọi người nhớ ủng hộ nó nha. Với lại là mình cũng sẵn đây mình nói á, là kiểu dạo gần đây thì kênh YouTube của mình kiểu nó bị kiểu rất là ít view luôn á mọi người. Mình không biết là bị mất thông báo hay là mọi người cảm thấy là xem clip của mình nó bị nhàm quá hay sao, nên là mình quyết định là mình sẽ giãn đăng clip lại. Khi nào có những ý tưởng hay thì mình mới đăng á mọi người, nên là mọi người cố gắng bật nút chuông theo dõi cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, nhớ ủng hộ Ní và ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.